Chia sẻ về hình tượng người yêu lý tưởng của bạn là như thế nào nhé? Mọi người lý tưởng của mình là người có trên trái đất là được. Có tài, đặc biệt là tài sản. Mình tạo không giống con vợ mình là nó đủ ra được á. Sáng sủa, tối sủa cũng được. Mỗi người lý tưởng. Mỗi người yêu 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 lý tưởng. Mỗi người lý tưởng. Nói về mỗi người yêu lý tưởng hả? Một cô gái có ngoại hình chút xíu, có nước da trắng trẻo nè, tóc dài nhiều cũng được, vui vẻ, có lòng thương người là được. Mẫu người yêu lý tưởng của mình là cao to đẹp trai giàu. Cô người yêu của mình thơm, ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, tốt bụng và lịch sự, da ngăm đen, vừa tâm lý một xíu, cao hơn em một cái đầu, vừa phải thực tế. Bạn nam sẽ cao hơn mình. Các bạn em cao. Cao. Cao hơn mình. Nó to một xíu. Có một công việc ổn định. Thứ hai là phải biết lo cho cuộc sống. Thứ ba là phải chịu khó. Sẽ yêu thôi. Thông minh. Biết chăm sóc cho bản thân. Và đặc biệt là không trẻ con. Gà lăng. Lớn tuổi hơn mình. Chữ chặt hơn mình. Một người có làn da rám nắng. Có ý chí cầu tiến cao cho công việc để mình và đối phương có thể trở thành những phiên bản tốt nhất của nhau. Thông minh hơn nhiều nữa, biết chơi thể thao, biết chơi đàn guitar, ổn định phải là con trai, nhà giàu, học giỏi, phải thương tôi thiệt là nhiều nè, và tôn trọng mình, là những cô gái tóc ngắn, vàng của Hà Đông, ga lăng, mạnh mẽ, và gu này của mình xuất phát từ khi mình đã học từ năm lớp 7. Đặc biệt là có một nụ cười tỏa nắng. Mẫu người yêu lý tưởng của mình là theo mình, mẫu người yêu lý tưởng biết quan tâm, biết quan tâm người khác, biết quan tâm em, quan tâm lắng nghe, thấu, quan tâm chia sẻ, chỉ cần người đó biết quan tâm, biết quan tâm, người biết quan tâm, biết quan tâm chia sẻ, biết quan tâm tinh tế, biết quan tâm, biết yêu thương, quan tâm chăm sóc và chia sẻ, biết quan tâm chăm sóc mình là được rồi. Mẫu người yêu lý tưởng của mình tính tới thời điểm hiện tại xinh đẹp, biết lắng nghe và chia sẻ với mình. Mẫu người lý tưởng, mẫu người yêu lý tưởng, người yêu lý tưởng của mình là không có mẫu người yêu lý tưởng, không có một cái tiêu chuẩn nào, không còn quá đẹp trai. Thì thực sự mà nói mình không có mẫu người yêu lý tưởng nào hết, mình không có một mẫu người yêu lý tưởng nào hết, không có cái mẫu hình lý tưởng, không có một cái quy chuẩn, người có trên trái đất là được. Các bạn sái ca, yêu nhau thì mình yêu luôn tất cả các khuyết điểm, chỉ cần bạn đó yêu em và hiểu em, có các mẫu bạn muốn, đặc biệt là vẻ thơm, ý hợp là yêu thôi, vui vẻ hòa đồng với mọi người. Mẫu người yêu lý tưởng của mình á thì từ đó là có hơi có máu điên trong người một tí, nhẹ nhàng, ga lăng, good boy, hài hước, dịu dàng, bao dung, có chiều cao tầm 1m65 và có dài ngang vai, không cần sống mũi cũng không cần quá đẹp trai, không cần phải cao to đẹp trai gì hết. Mẫu người yêu lý tưởng của mình là con gái là được, là con trai nhá, con gái chứ điều là được, và có nhiều tình cảm. Tại vì sinh ra đâu ai hợp với nhau đâu. Hạnh thơm. Chỉ mẫu người yêu tưởng. Nhà mặt phố bố làm to là được rồi. Đùa thôi. Học tính khác với mình. Bên ngoài ưa nhìn, bên trong ấm áp. Một người con gái dịu dàng và biết lắng nghe. Và phải biết nấu ăn. Tại vì mình là một người rất là thích nấu ăn. Có định hình được cái hình tượng nào. Có tình cảm với bạn nào thì mình sẽ thích bạn đó. Làm dễ thương thôi là được. Có một bạn có gương mặt hiền hậu. Là thích chắc hòa đồng. Đẹp trai thì càng tốt. Vui vẻ, hòa đồng và biết quan tâm một xíu à. Hợp tính, với lại hiểu mình. Hiền dịu và biết hòa đồng với mọi người xung quanh. Vui tính. Chỉ cần như á hậu là được rồi các bạn ạ. Người trưởng thành, chín chắn. Chị giống hàng vẫn là được. Và trái tim chân thành, chung tình. Dũng thành và chung thủy. Vui tính. Chân thực, chung thủy. Em như cách mà chân thành, yêu hai yêu lắm hoặc là chung thủy. Chung tình, chín chắn. Chân thành và họ mang đến cho mình nhiều niềm vui. Chân thành. Là người hài hước. Sau hơn 20 năm suy nghĩ, với mình không quan trọng người đó là ai đâu. Cần ưa nhìn là được thôi. Nói được làm được. Ấm áp. Ga lăng. Chỉ cần là con người. Hài hước. Thông minh. Biết chia sẻ cùng mình từ những điều nhỏ nhặt nhất. Như tính hay là trầm tính gì cũng được. Mong người yêu lý tưởng của mình là vui tính. Là một người vui tính. Nhất là thông minh. Chút tinh tế. Một chút ấm áp. Tiêu chuẩn đầy đầy trí. Không cần phải quá đẹp. Biết nấu ăn. Không rượu bia. Không thuốc nào. Mình thích là được. Tôi nhìn là được. Không được khối nách, là khối chân. Lại cảm giác an toàn cho mình. Giống như người yêu mình hiện tại. Thơm, cao, tốt bụng. Đầu tiên là ý chung, thứ hai là tốt tính, thông minh, ga lăng, thứ ba là tình cảm, thứ tư là thật thà.
bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp. Và chiều bạn gái. Và thứ năm là bạn thông minh. Nắm những cái thơ. Ai hợp thì mình quen vậy. Đặc biệt người đấy phải có tính cầu tiến. Người đó thương mình là được rồi. Bye bye.